Sáng mùng 1 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 1 tại thị xã Hoàng Mai cho công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt. Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 1 tại thị xã Hoàng Mai với mục tiêu xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên quy mô diện tích 264,77 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 750 tỷ đồng chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng và hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản bị hư hỏng xuống cấp và các công trình còn dở dang với thời gian hoàn thành dự kiến trong 12 tháng kể từ khi có quyết định chủ trương đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự án hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là một trong những dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trong địa bàn khu kinh tế Đông Nam với diện tích gần 4.500 ha. Đây là khu công nghiệp đặt mục tiêu phát triển hạ tầng để thu hút các dự án công nghệ cao. Đồng thời, tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm, uy tín của mình thì công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt sẽ sớm triển khai dự án có hiệu quả, thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào khu công nghiệp Hoàng Mai 1, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Về phía tỉnh, xác định đây là dự án trọng điểm nên cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư sớm triển khai dự án, thu hút được nhiều dự án đầu tư vào khu công nghiệp Hoàng Mai chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho ban quản lý khu kinh tế đông nam chủ trì phối hợp với các sở ngành thị xã hoàng mai hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục triển khai đầu tư dự án đúng theo tiến độ quy hoạch đảm bảo hiệu quả đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác thu hút đầu tư giải phóng mặt bằng đảm bảo nguồn nguyên vật liệu Ông Hoàng Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Thịnh đạt mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, thị xã Hoàng Mai tiếp tục hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng nguồn nguyên vật liệu và cố gắng trong vòng 2 năm sẽ thu hút được nguồn vốn 1 tỷ USD đầu tư vào khu công nghiệp Hoàng Mai 1.